Sau khi thu hoạch lúa hè thu xong thì tại nhiều cánh đồng thuộc vùng trũng của tỉnh Hậu Giang, nơi không thể canh tác vụ lúa thu đông, nông dân đang tất bật rào lưới cước bao quanh ruộng để tiến hành thả cá vào nuôi. Việc nuôi cá trên ruộng trong mùa nước nổi năm nay cần lưu ý những gì? Chị Hồng Quyên từ trường quay thời tiết sẽ gửi đến bà con những thông tin chi tiết. Xin mời chị. Dạ, xin chào chị Thiên Nhi cùng với quý vị khán giả và bà con. Nuôi cá ở trong ruộng vào mùa nước nổi thì được xem là mô hình mà luân canh lúa cá hiệu quả và tạo thu nhập bền vững thay cho vụ lúa thu đông. Theo như ngành nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang, trong mùa lũ năm nay, toàn tỉnh sẽ phấn đấu đạt diện tích nuôi cá là 7.500 hectare, vượt khoảng 2.000 hectare so với kế hoạch hồi đầu năm. Theo dự báo, năm nay tiếp tục là một năm mà lũ thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Mực nước đỉnh lũ thì sẽ rơi vào khoảng nửa đầu tháng 10. Ở đầu nguồn của trạm Tân Châu và Châu Đốc chỉ quanh mức báo động 1 và hầu như với mức lũ này thì không hề ảnh hưởng gì tới các vùng sản xuất mà có đê bao chắc chắn cả. Tuy nhiên, đối với tỉnh Hậu Giang do nằm ở vùng hạ nguồn nên chịu tác động mạnh của triều cường, dễ bị ngập úng và dỡ đê bao. Vì vậy cho nên là bà con nên kiểm tra thường xuyên và gia cố bờ bao quanh ruộng cao và chắc chắn. Còn nếu mà bờ bao của chúng ta thấp thì phải đăng lưới xung quanh. Đỉnh lưới cần cao hơn mặt nước cao nhất năm khoảng từ 30 cho tới 40cm để tránh thất thoát và hao hụt cá. Còn có một lưu ý khác, đó là khi mà chúng ta thả cá giống thì nên thả với mật độ là khoảng từ 2 cho tới 5 con trên 1 mét vuông. Còn khi mà vận chuyển cá về thì tắm cá bằng dung dịch nước muối khoảng từ 2 đến 3% trong từ 10 đến 15 phút để phòng bệnh cho cá. Về thời tiết trong 10 ngày tới, bà con cần lưu ý các biện pháp chăm sóc thủy sản khi mà trời được dự báo vẫn sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Thời gian mưa thì tập trung về chiều và tối, cục bộ có những nơi mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ.